Lần đầu tiên chúng tôi mới thấy là có ông địa chạy xe đạp. Dạ. Thầy Lân ngồi trên xe đạp và quan hô cái sáng tạo của đội Lưng Vàng. Thầy ơi, mình muốn Lân như phải xí khỉ đó thầy. Chỉ có điều là tiếc cho đội Lưng Vàng là ông địa đang nếu chừng bị mất cái bụng. Dạ đẻ thầy, lúc này là... Hai đội sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Rồi, liếm chân, liếm chân. Rồi, xuống nè, liếm, liếm hai chân. Gì vậy? Không thấy được. Cái gì vậy? Không thấy được. Một, hai, quên, quên. Lèn lá, lèn lá. Quay đôi, quay đôi. Quay đôi. Lăn mông, lăn mông, lăn mông. Hai ba.
Ủa sao có ba con Lân vậy? Em ơi, em ơi, tôi thấy là đàn Lân, hai đàn Lân đã thấm mệt rồi đúng không ạ? Rất bây rồi. Giờ chúng ta sẽ nghe phần nhận xét của ban giám khảo ha. Không biết tệ thế nào luôn à. Quá tệ. Ông địa bên Lân Vàng quậy quá quậy. Dạ. Yeah. Còn ông địa bên Lân Cam thì đầm chuẩn, đầm chuẩn. Dạ. Yeah. Hình thái của hai con Lân thì mình cảm đánh giá là con Lân Cam ổn hơn, đàng hoàng hơn, nam tính hơn. Nam tính hơn. Ủa. Dạ con cảm thấy vui vẻ hơn. Thầy ơi, con Lân thì có Lân đực, có Lân cái. Mà còn là con Lân đực nó múa dỗi là phải nhờ con Lân cái. Cho nên thầy đừng có phân biệt Lân cái tụi con. Phải có cái có đực mới vui. Đúng. Kêu là cái con Lân mà. Cái con Lân phải đực con Lân đâu. Thần thái đi, thần thái vui vẻ đi ha. Lân Vàng thì hơi buồn một chút. Hơi buồn hả thầy? Diễn yếu chưa? Thấy yếu ghê chưa? Vậy mà chưa vui nữa, bên kia có làm gì đâu. Còn Lân Cam thì vui hơn. Có những cái mã bộ nó tương đối tốt hơn. Dạ. Với tư cách làm cho cái đoàn Lân á, và cái đoàn Lân thì tôi thấy rằng là ban liên đoàn sẽ nghiên cứu những cái bài của hai đội Lân rất là hay. Lần đầu tiên chúng tôi mới thấy là có ông địa chạy xe đạp. Dạ. Thầy Lân ngồi trên xe đạp và quan hô cái sáng tạo của đội Lân Vàng. Thầy ơi, mình muốn Lân như phải xíu khỉ đó thầy. Chỉ có điều là tiếc cho đội Lân Vàng là ông địa đang nếu chừng bị mất cái bụng. Dạ đẻ thầy, lúc này là cuối cùng là ý đồ là đẻ ra con Lân cá. Còn đối với Lân Cam thì rõ ràng là động tác rất là tốt, bài diễn cũng rất là đúng với cái những cái tư thế, những cái bộ của múa Lân. Tuy nhiên thì ông địa của Lân Cam á có vẻ hơi buồn. Buồn thầy địa của Trấn Phong Thủy. Ông địa vậy sao mà thầy gia chủ có thầy tiền được. Miếng nước nhận xét tiếp thầy. Dạ, cảm ơn Lân Cam. Nhờ cái sự ủng hộ của Lân Vàng thì trọng tài quyết định là thầy đội. Thầy đội. Màu cam thắng, màu cam thắng. Trời ơi. Màu cam thắng.